Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điền Bất Động Sản. Em là Điền đây. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu ạ chị ha. Thì xã Hòa Bình thì cũng đang có cái văn bản chuẩn bị lên là thị trấn Hòa Bình anh chị. Đó, nói chung huyện mình thì sẽ có những cái khu vực nó sẽ lên thị trấn như là xã Bình Châu này, xã Phước Thuận này và xã Hòa Bình. Thì hiện tại đang có 3 xã đang kiến nghị lên thị trấn anh chị nhé. Đó. Thì hôm nay em Điền lên cho cô chú chị một bất động sản rất là rẻ luôn chị, hơn 1.000 m², tha hồ làm vườn luôn chị, và mặt tiền đường nhựa nha. Đó, giá bán thì em Điền nói luôn, giá bán thì gia chủ mình đang rao bán là 900 triệu. À, và ở đây hiện tại em Điền đang có mặt ở đây là ở ngay tỉnh lộ 328. Đây là cung đường huyết mạch mình đi về biển Hồ Tràm anh chị ha. Đó, hướng này là hướng em quay về đi về biển Hồ Tràm này, khoảng đâu đó là 20 cây. Thị xã Hòa Bình cách biển Hồ Tràm khoảng 20 cây anh chị ạ. Đó, đi hướng này nha. Đó, thì đường này là đường huyết mạch rồi. Đa số cô chú chị mà từ Sài Gòn Đồng Nai di chuyển về đây thì đa số đi đường này anh chị ha. Đó, đây em Điền quay cho cô chú chị thấy nè. Bên này là trường tiểu học, và ngay đây là trường cấp 3 này, trường trung học phổ thông, và lên chút xíu nữa là trường cấp 2 này kia đó. Và có giáo xứ đầu này ha. Đó, chợ đò, nói chung là chỗ này là dường như là trung tâm rồi, trung tâm của xã Hòa Bình rồi. Ở đây kinh doanh nhỏ lẻ, hàng hóa đồ đầy đủ lắm chị ha, nói chung là tiện ích đầy đủ luôn. Đó, và cái lô đất mà em Điền chuẩn bị giới thiệu tới đây cách cái tỉnh lộ này khoảng 1 cây số nha, nhưng mà mặt tiền đường nhựa rất là đẹp luôn anh chị, có vạch kẻ đường đàng hoàng luôn ha. Đó, rồi bây giờ em Điền xin mời cô chú chị theo chân em Điền ha. Rồi, hiện tại em Điền đã có mặt tại vị trí đất của mình rồi anh chị ha. Đây anh chị, hồi nãy em Điền đi từ ngoài phía ngoài này ha, mình đi vào đây ha, đi khoảng 1 cây số đi vào đây đây, và nói chung là trên trục đường này luôn ha, mình ra là ra tỉnh lộ luôn đó. Đường vạch kẻ vàng, hai làn đường đàng hoàng rất là rộng luôn ha. Đường này đường liên huyện luôn này đó. Đi qua Châu Đức anh chị đó. Và đây anh chị ha, cái bất động sản mình nằm ngay vị trí này ha. Đây bất động sản mình thì đây anh chị, có ranh móc là từ đây, diện tích của mình thì có là 11,5 m ha, từ ngay cọc xanh này qua bên cọc bên này nha. Đó, 11,5 m, và sâu vào trong là 73 m, và nở hậu 17,5 m anh chị. Đó, nói chung là hơn 1.000 m², chính xác là 1.023 m² anh chị. Hiện tại đất mình thì hơi triền chút xíu, nhưng mà tương đối là bằng phẳng so với đường anh chị ha. Đó, anh chị có thể thấy nè, không có quá trũng ha, nói chung là cũng tương đối là bằng phẳng với so với đường. Hiện tại bất động sản mình thì đang ra là phủ hồng toàn bộ rồi anh chị. Nói chung là giống như khu dân cư bình thường vậy thôi, chẳng qua là chưa lên thổ cư thôi anh chị. Nói chung là lên thổ cư khi nào cũng được anh chị ha. Đường này thì khoảng lên thổ cư khoảng hơn 2 triệu 1 m² anh chị. Đó, nếu mà mình lên trăm thổ cư khoảng hết 200 mấy triệu, thì em đi cũng có báo giá ngay từ ban đầu rồi đó, tổng bất động sản là hơn 1.000 m². Thì giá đang bán là 900 triệu nha. Đó, thì đất thì hiện tại là đang đất trống thôi. Đó, còn xung quanh đây thì khu dân cư anh chị có thể thấy này. Đó, khu dân cư này, nhà này. Đó, nói chung là khu dân cư thì cũng không đông lắm ha, thưa thớt thôi, nhưng mà điện nước thì đầy đủ. Nước thì em chưa biết nha, nước thì em chưa biết là vô đây có nước máy đã vô đây chưa, nhưng mà hiện tại là điện đài ở đây thì đầy đủ rồi đó. Còn mà thí dụ mà cô chú chị mà làm vườn á, thì mình có thể là khoan cái giếng tưới cây cực kỳ tốt luôn anh chị. Đó, cái vùng đất ở đây thì vùng đất đỏ như này. Đó, cô chú chị có thể thấy nè, đất đỏ ha. Đó, trồng trọt rất là tốt. Đó, cái bất động sản này thì rất thích hợp cho cô chú chị mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng luôn ha, và có thể là có cái tài chính nhỏ đầu tư vẫn ok anh chị. Đó, mua để dành vẫn được ha. Đó, mặt tiền đường nhựa này thì quá đã rồi, quá là rộng luôn ha. Nói chung là mình chịu khó mình làm nhà vườn ở đây, thì mình chịu khó mình ra ngoài tỉnh lộ 1 cây số thì cũng tương đối là gần, chứ cũng không xa lắm. Đó, nhà vườn thì nghỉ dưỡng ở đây, còn ra ngoài kia thì tỉnh lộ 329 thì tiện ích đầy đủ rồi, không thiếu gì ha. Đó, từ Sài Gòn mà cô chú chị di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ ha. Đó, mình đi đường Xuân Sơn Đá Bạc gì đó bên đó đi qua cũng được. Đó, cũng không cần thiết là phải đi trên đường Ngã Giai Hòa Bình, Ngã Giai Hòa Bình đó ha. Đó, rất là đẹp anh chị.
Nói chung là cái đoạn đường mà em Điền đi từ tỉnh lộ đi vào đây á, thì thực sự không khí rất là mát anh chị ha. Cây xanh còn rất là nhiều. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì liên hệ em Điền nha. À, em Điền sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Thì chí nữa mình gặp chủ thương lượng anh chị nha. Đó. À, rồi em Điền cũng xin cảm ơn cô chú chị đã xem và theo dõi em Điền trong thời gian vừa qua. À, em Điền xin gặp lại cô chú chị những video clip lần sau. Xin chào.